Hồi còn bé, ai mà chả muốn có siêu năng lực đúng không? Có sức khỏe phi thường, bay lượn trên không trung hay đọc được suy nghĩ của người khác rồi trở thành những anh hùng để giải cứu thế giới. Đó là những viễn cảnh thường thấy của các tác phẩm khoa học viễn tưởng tuổi mới lớn. The Innocents, một bộ phim của Na Uy ra mắt vào năm 2021, cũng khai thác tiền đề này. Nhưng thay vì để khán giả trầm trồ trước những điều kỳ thú và mộng mơ nào đó, nó lại phá bỏ hoàn toàn những yếu tố cơ bản nhất của giấc mơ tuổi thơ, để đặt câu hỏi rằng sẽ thế nào nếu những siêu năng lực này được bộc lộ ở những đứa trẻ chưa hiểu rõ đúng sai? Liệu chúng sẽ bắt chước các siêu anh hùng thánh thiện luôn đứng ra bảo vệ lẽ phải như Superman, Spiderman hay để bản năng sai khiến tới những điều quỷ quyệt? Để trả lời cho câu hỏi này, mình sẽ phải nhắc tới nhiều chi tiết spoiler của The Innocents, nên các bạn hãy cân nhắc trước khi xem nhé! Câu chuyện của bộ phim The Innocents diễn ra trong một mùa hè Bắc Âu, khi hai chị em Ida và Anna cùng gia đình chuyển tới một khu nhà mới và làm quen với hai người bạn mang tên Aisha và Ben. Ngày này qua ngày khác, đám trẻ cùng nhau khám phá ra các siêu năng lực và vô tư chơi đùa khi người lớn không để ý. Nhưng mọi chuyện từ từ chuyển biến xấu dần khi những trò đùa này không còn vui và bắt đầu trở nên nguy hiểm. Ngay từ đầu, đám trẻ con đã được miêu tả với vẻ ngây thơ vốn có. Chúng kết thân một cách tự nhiên bằng những trò chơi và cùng nhau tò mò khám phá môi trường xung quanh. Nhưng đôi khi, chính vì ngây ngô chẳng rõ đúng sai, lũ trẻ đã vô tình bước qua làn ranh giới hạn giữa điều tốt và xấu. Khác với The Omen hay Children of the Dam, đám nhóc trong The Innocents không phải là hiện thân của ma quỷ hay thế lực hắc ám nào. Trái lại, chúng đáng yêu, dễ mến giống như mọi đứa trẻ mà ta có thể bắt gặp ở đâu đó. Mỗi đứa trẻ đều có những cá tính riêng và dù gia đình là nơi nuôi lớn chúng, bọn trẻ vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ cá tính đó cho những người bạn cùng trang lứa. Trong khi Aisha và cô bé tự kỷ Anna tạo nên kết nối khăng khít vì sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, thì Ida và Ben thích thử nghiệm những điều tàn bạo và lúc người lớn khuất mắt trông coi. Từ việc dẫm lên con giun đất, đập phá tổ kiến hay thậm chí là thả mèo xuống từ trên tầng cao. Những hành động này giống như một cách bộc lộ sự đố kỵ, bực bội của những đứa trẻ. Tuy nhiên, nó cũng có thể đơn giản là vì chúng tò mò muốn quan sát phản ứng của những con vật. Trên thực tế, việc trẻ nhỏ bạo hành động vật không phải là hiếm. Một số người cho rằng đây là dấu hiệu ban đầu của những kẻ giết người máu lạnh, nhưng phải chăng việc đồng cảm, kể cả với động vật, không đơn giản là một đức tính bẩm sinh mà là thứ ta có được sau một quá trình học tập lâu dài? Bạo hành động vật là việc tàn nhẫn, nhưng khó có thể đánh giá những đứa trẻ là kẻ ác độc, vô nhân tính, bởi ở giai đoạn này có thể chúng chưa hình thành được thước đo đạo đức cho riêng mình. Năng lực siêu nhiên trong The Innocents không đến từ những thí nghiệm khoa học hay những thực thể ngoài hành tinh. Những đứa trẻ có được sức mạnh này một cách tự nhiên và học cách điều khiển nó mỗi ngày. Những siêu năng kỳ lạ này còn mạnh hơn khi bọn trẻ có sự liên kết và bằng sự luyện tập qua những trò chơi, năng lực của chúng cũng dần phát triển. Không được phân loại rõ ràng như trong những phim siêu anh hùng như X-Men, siêu năng lực của đám nhóc mơ hồ và khó định dạng. Việc xây dựng những khả năng mông lung này dường như ngụ ý cho cách trẻ con bắt đầu tìm hiểu thế giới khi mọi thứ còn quá mới lạ và bản thân những đứa trẻ không thể phân định rạch ròi những điều tốt xấu, lẫn lộn đang diễn ra quanh chúng. Tuy nhiên, theo những gì được diễn tả trong phim, ta có thể phần nào khoanh vùng được năng lực của những đứa trẻ thông qua hành động của chúng. Aisha mang khả năng thần giao cách cảm, vừa đọc được suy nghĩ và cảm nhận được cảm xúc của người khác từ xa. Ben thì có thể điều khiển vật bằng sự tập trung và sau này còn phát triển khả năng thôi miên. Anna mang sức mạnh của cả Aisha lẫn Ben, dù bị tự kỷ nặng nhưng cô bé có sức mạnh vượt trội nhất. Điều này minh chứng bằng việc không ít lần Anna cảm nhận được nguy hiểm và Ben thì khá e dè khi phải đối đầu trực diện với cô nàng. Cuối cùng là nhân vật trung tâm Ida. Cô bé dành phần lớn những chuỗi ngày vui chơi, đóng vai người quan sát, luôn tò mò nhưng chẳng hề e dè trước năng lực đặc biệt của những người bạn. Chỉ khi tới phân đoạn cuối cùng của bộ phim, sức mạnh của Anna mới được bộc lộ. Với khả năng siêu nhiên mới lạ, những đứa trẻ tự tạo cho chúng một thế giới riêng mà người lớn không thể xâm nhập. Ngoại trừ Anna không có khả năng ngôn ngữ, thì cả Aisha và Ida đều đã từng cố giao tiếp với phụ huynh về vấn đề này nhưng không thành công. Ida từng kể về phép màu khiến Anna bắt đầu tập nói nhưng bị mẹ hiểu lầm. Nhận ra lời nói không có sức nặng với người lớn nên sau này dù mẹ có cố hỏi, cô bé cũng không hé răng kể về siêu năng lực. Cô bé Aisha thay vì giấu giếm lại thoải mái kể với mẹ về những hành động kỳ quặc của bản thân, nhưng không tỏ ra tò mò hay lo lắng, mẹ cô bé lại chỉ coi đây là một trò đùa của con trẻ. Còn với Ben, cậu từ chối nói cho mẹ mình siêu năng lực dù có bị mắng mỏ. Dường như cậu không hề tin tưởng người mẹ này khi những chi tiết về vết bầm trên bẹ sườn của cậu rất có thể là minh chứng cho một vụ bạo hành gia đình. Dễ thấy sự coi nhẹ, thờ ơ hay thậm chí là bạo lực của những vị phụ huynh đã khiến những đứa trẻ không muốn chia sẻ về thế giới của chúng. Điều này thật sự đáng buồn vì sau này trong The Innocents,
Dẫu có rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng, những đứa trẻ cũng tự chọn mình xoay sở mà không hề cầu cứu người lớn vì nghĩ rằng họ không thể thấu hiểu hoặc không đủ năng lực để giúp đỡ. Nhận ra năng lực của bản thân, những đứa trẻ không hề ý thức về độ nguy hiểm của sức mạnh mà chúng sở hữu. Hay đúng hơn, ban đầu chúng chỉ coi đây là một khả năng thú vị để khoe với bạn bè và không hề có ý sử dụng sức mạnh vào việc xấu. Tuy nhiên, khi năng lực của mỗi đứa trẻ dần mạnh lên, đi cùng với những xung đột và hiểm khích, đây cũng là lúc người xem nhận thấy nguy hiểm tiềm tàng đằng sau những suy nghĩ non nớt. Hay sâu xa hơn, nó chính là giai đoạn hình thành ác ý và thiện ý trong mỗi đứa trẻ. Với một tâm hồn trong sáng, hướng thiện, Aisha luôn quan tâm đến người khác và không ngại đứng ra bảo vệ kẻ yếu. Cô bé chọn cách cố gắng ngăn cản và cảnh cáo Ben khi phát hiện ra những hành động sai trái cậu này làm. Song, chớ trêu thay, Ben lại coi đây là tín hiệu thù địch và tìm thời cơ để làm hại Aisha. Ben luôn phản ứng rất dữ dội, thậm chí khi nghe những lời đùa cợt, cậu cũng ra tay tấn công bạn mình. Mang siêu năng lực mạnh mẽ nhưng lại thiếu đi sự kiềm chế, Ben không thể nén lại cám dỗ của sức mạnh khi có thể dễ dàng triệt hạ những đối tượng cậu ghét bỏ, thậm chí là cả những người thân yêu nếu họ làm cậu phật lòng. Hành động dội nước sôi và bỏ mặc người mẹ đến chết là một minh chứng cho sự mất kiểm soát của Ben. Cậu khiến mẹ bị thương vì bực bội bởi những lời bà nói, nhưng ngay sau đó đã rơi nước mắt vì hối hận bởi hành động của bản thân. Nhưng khi người mẹ xin cậu hãy gọi người giúp đỡ, cậu đã không làm. Theo giả thiết của mình, cậu bé đã từng bị đánh đập nhưng không hề có sự can thiệp của người khác. Thế nên dựa vào kinh nghiệm của bản thân, cậu quyết định rằng mẹ cậu cũng không cần đến sự trợ giúp. Hay đơn giản hơn, có thể coi việc Ben nhìn mẹ mình thoi thóp giống như cách cậu đã giết con mèo, và việc chứng kiến cái chết của mẹ đã khiến cậu vượt qua làn danh nhân tính, để rồi sau này cậu không ngại xuống tay giết bất kỳ ai. Nếu như cho rằng hành động giết mèo của Ben là hệ quả của việc khuyết trống sự đồng cảm, thì những tội ác sau đó là điều không thể dung thứ. Ben giết mẹ, giết cậu thanh niên bắt nạt mình, nhưng nhóm bạn chỉ nhận ra hành động bạo lực khi cậu làm gãy chân một đứa trẻ trên sân bóng. Đây chính là giọt nước tràn ly khiến những người bạn chống lại cậu. Cảm giác bị phản bội đã khiến Ben ôm mặt chạy về nhà và khóc. Để rồi khi tâm trí cậu tìm kiếm đối tượng có thể an ủi mình, thì cậu lại càng đau khổ khi nhận ra cậu đã không còn mẹ nữa rồi. Là kẻ tội đồ, nhưng Ben cũng chính là nạn nhân của thứ quyền năng cậu sở hữu và sự thờ ơ, vô tâm của gia đình cậu. Trong khi Aisha sống cùng người mẹ nhạy cảm và yêu thương con cái, thì ở gia đình Ben, bà mẹ hiện ra với vẻ cáu kỉnh, thậm chí còn có những chi tiết ẩn ý về bạo lực. Tính cách của Ben và Aisha dường như được phản chiếu bởi chính cách mà gia đình hành xử với chúng. Và nếu đi tìm cội nguồn của thiện và ác, thì có lẽ ta sẽ tìm thấy nó ở ngôi nhà của những đứa trẻ. Không giống như Ben và Aisha, Aida và Anna là cặp chị em ruột. Người chị Anna bị tự kỷ, đã chiếm hết mọi sự chú ý và quan tâm của cha mẹ. Điều này khiến cô em Aida cảm thấy lạc lõng và cả là tò mò khi sống cùng một người chị kỳ lạ. Chưa thể định nghĩa đâu là kẻ ác, nhưng Aida dường như học được nó qua những trải nghiệm diễn ra suốt cả bộ phim. Cô bé từng cấu véo người chị gái, thậm chí là nhét thủy tinh vào giày chị vì tò mò về phản ứng cảm xúc của Anna. Aida làm vậy vì nghĩ rằng chị mình sẽ không đau. Sau này khi hiểu được Anna bộc lộ sự đau đớn khác với những người bình thường, cô bé đã không lặp lại hành động này với chị mình nữa. Tuy ban đầu coi những trò bạo lực là một thú tiêu khiển, nhưng trong thâm tâm cô bé vẫn vô thức vạch ra cho mình một ranh giới. Aida đã sợ hãi khi Ben giết con mèo và bẻ chân người lạ. Dù không hề có siêu năng lực và biết mình không đấu lại quyền năng hùng mạnh của Ben, Aida vẫn chọn cách chống lại cậu ta. Có thể nói, cô bé đã dần hình thành thước đo đạo đức và từng bước một hiểu được rằng bản thân phải chống lại kẻ ác thay vì làm bạn với chúng. Còn với Anna, sau nhiều lần cảnh báo Ben và thất bại trong việc cứu Aisha, cô quyết tâm tiêu diệt Ben một lần và mãi mãi vì mầm mống của kẻ ác đã bắt đầu đâm chồi trong tâm trí cậu. Đây cũng là lần đầu Anna nắm lấy tay em gái mình dù trước đây luôn khó chịu khi bị động chạm. Hai chị em cùng nhau kết thúc sinh mạng của Ben cũng như tiêu diệt đi mối nguy hiểm tiềm tàng, trả lại bình yên cho khu dân cư. Chiến thắng được Ben, song với mục đích là làm việc tốt, chị em Aida và Anna lại chọn giải quyết nguy hiểm bằng hành động làm hại tới người khác. Vậy cuối cùng thì chẳng ai trong những đứa trẻ còn giữ lại được nét ngây thơ, hồn nhiên khi phải trải qua nhiều sự kiện kinh hoàng. Không có những cảnh jump scare, The Innocents chậm rãi đánh vào nỗi sợ tâm lý của người lớn khi hành vi của những đứa trẻ không khác quá xa so với thực tế. Với ý tưởng sáng tạo là trao sức mạnh cho những đối tượng tưởng chừng như vô hại, bộ phim đã phóng đại cảm xúc của những đứa trẻ và biểu hiện của chúng trong giai đoạn tự tìm hiểu bản thân và khám phá thế giới. Nói về tác phẩm của mình, đạo diễn Eskil Voch của phim đã chia sẻ rằng những đứa trẻ không thể và không nên được đặt dưới lăng kính của thiện và ác. Tôi không nghĩ trẻ em là những thiên thần nhỏ và ai sinh ra cũng là kẻ thuần khiết. Trẻ em được sinh ra không hề có bất cứ sự đồng cảm hay đạo đức nào và chúng ta cần phải dạy chúng về điều đó.
và đám trẻ trong The Innocents đang học hỏi những điều đó theo cách riêng của chúng. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về những đứa trẻ xung quanh mình? Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video của Phê Phim ngày hôm nay. Xin chào và hẹn sớm gặp lại. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.